Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Đặng Văn Lâm nói điều bất ngờ về sự cạnh tranh với Bùi Tấn Trường. Dù được trao chiếc áo số một khi trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần 2 năm vắng mặt, nhưng thủ thành Văn Lâm cho biết anh phải nỗ lực hết sức để có suất bắt chính ở trận gặp Saudi Arabia sắp tới. Phóng viên: Cảm xúc của Đặng Văn Lâm thế nào sau gần 2 năm trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam? Thủ môn Văn Lâm cũng lâu rồi không gặp anh em trong đội tuyển. Hôm gặp mọi người ở sân bay trước khi sang Saudi Arabia, cảm xúc rất vui vẻ. Các cầu thủ trong đội có rất nhiều chuyện vui để tâm sự, tôi thấy rất vui." Đặng Văn Lâm đã nói gì với người bạn thân Quế Ngọc Hải khi hai người gặp lại nhau? "Lâu nay chúng tôi không gặp nhau, có nhiều chuyện kể cho nhau, không chỉ với Quế Ngọc Hải mà các anh em trong đội cũng có những chia sẻ, tâm sự." dù cũng nhắn tin qua lại với nhau trên mạng nhưng không gặp nhau ở ngoài cũng rất nhớ nhau thời tiết nhật bản so với saudi arabia thế nào văn lâm có gặp khó khăn gì trong việc thích nghi hay không sang đây không chỉ riêng lâm mà đội cũng bất ngờ với khí hậu nóng và rất khô ở buổi tập đầu tiên cảm nhận được điều đấy nhưng các cầu thủ chuyên nghiệp như chúng tôi phải nhanh làm quen với điều kiện như thế này còn khó khăn về múi giờ thì sao đây là khó khăn của tập thể, múi giờ ở Việt Nam khác với Saudi Arabia nhưng các cầu thủ chuyên nghiệp quen với việc thi đấu ở nước ngoài, phải cố gắng thích nghi nhanh nhất. Sau gần 2 năm không thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, lần trở lại này của Đặng Văn Lâm có điều gì khác biệt? Thật ra thì không có gì thay đổi nhiều. Ngay khi gặp anh em trên sân bay và có buổi tập đầu tiên, không khí rất thoải mái, mọi người đang hướng suy nghĩ tới trận đầu tiên với Saudi Arabia. Văn Lâm nghĩ gì về cuộc cạnh tranh vị trí với Bùi Tấn Trường? Với tôi, mỗi lần được khoác áo đội tuyển Việt Nam mới là động lực lớn để tập trung tối đa cho các buổi tập. Mong muốn là cống hiến tốt nhất cho đội tuyển quốc gia, thi đấu hay không là ở huấn luyện viên trường. Mục tiêu của Văn Lâm ở lần trở lại đội tuyển lần này là gì? Trước mắt trong các buổi tập phải cố gắng, đạt phong độ và tinh thần tốt nhất, Văn Lâm đánh giá thế nào về các đối thủ của đội tuyển Việt Nam? Việc dự World Cup đã nói lên đẳng cấp của họ, xin cảm ơn Đặng Văn Lâm, Hà Nguyên.